chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2023. Mình đang có mặt tại Kem Bạch Đằng. Thời tiết hiện giờ ở Sài Gòn rất mát mẻ, hơn 30 độ C. Một lần nữa mình xin nói rõ thời tiết, bởi vì mình đến từ nước Bỉ. Mình về quê hương, thăm quê hương, và trời bên nước Bỉ hiện giờ rất lạnh, khoảng 3-4 độ C. Và đây là hình ảnh của gia đình mình đi ăn kem. Kem Bạch Đằng. Vị trí này tồn tại hơn 60 năm rồi nha các bạn. Hiện giờ giá kem mình thấy trung bình là khoảng 3-4 euro, giá thấp nhất. Đương nhiên giá sẽ mắc hơn những nơi khác, bởi vì đây là vị trí đẹp nhất của Sài Gòn. Một vòng cho các bạn thấy khu phố, những con đường quen thuộc của Sài Gòn khi xưa. Đường phố bây giờ rất nhộn nhịp và đông đúc. Hôm nay họ dành cho phố đi bộ. Phố đi bộ này sẽ hoạt động từ thứ Bảy và Chủ nhật, từ 7 giờ tối tới 11 giờ đêm, sẽ hoạt động vào mỗi tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật, hoàn toàn dành cho người đi bộ. Bắt đầu từ phố đi bộ Nguyễn Huệ và trải dài trên đường Lê Lợi từ nhà hát thành phố đến tận chợ Sài Gòn, nghĩa là chợ Bến Thành. Khu này bắt đầu đi xe trở lại, nghĩa là từ nhà hát thành phố đến kem Bến Bạch Đằng, Kem Bạch Đằng, tại đường Baxter.